xin chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị các bạn, Tister đã trồng liên tục những năm qua, góp phần đồng hành cùng Nốt Nhạc Vui. Và chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty BHD thực hiện. Nốt Nhạc Vui dành cho tất cả quý vị yêu thích âm nhạc có thể dự thi, có thể đăng ký hàng tuần vào Chủ nhật cuối tháng tại số 1 Trần Khánh Dư, quận Nhất, công ty BHD. Thời gian đăng ký suốt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Các bạn yêu thích hãy đến đăng ký. Thưa quý vị và các bạn, và góp phần thành công cho Nốt Nhạc Vui đó là sự góp mặt của ban nhạc 23 độ 5. Và ngay sau đây chúng ta cùng gặp gỡ với ba thành viên của Nốt Nhạc Vui, họ chính là các ca sĩ. Xin mời ca sĩ Từ Minh Thì tự giới thiệu với mình. Là lần đầu tiên Từ Minh Hy được gặp gỡ với tất cả các bạn cũng như là toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Vui. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Từ Minh Hy thật nhiều, được không quý vị? Và như quy định mới của chúng tôi, sẽ có một nhạc cụ mà từ những dụng cụ bình thường trong đời sống để tham gia phần tự giới thiệu, và khán giả sẽ bình chọn trong 3 thí sinh ai sẽ có phần giới thiệu ấn tượng nhất để được quyền ưu tiên xuất phát. Xin mời, nhạc cụ của bạn là gì ạ? Và Từ Minh Hy có một cái nhạc cụ này cũng không biết kêu là cái gì, phải không anh Bạch? Chai nước suối, dạ. Bỏ bên sỏi. Bây giờ Từ Minh Hy sẽ làm cái tiếng nhạc. Và quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy hay, quý vị hãy ủng hộ cho Từ Minh Hy nhé. Xin cảm ơn. Được không? Chúng tôi xin mời thành viên thứ hai, xin mời Khánh Hưng. Đầu tiên cho phép mà Khánh Hưng xin được gửi đến các bạn có mặt ở đây, cũng như là các bạn sẽ xem chương trình qua màn ảnh nhỏ, lời chào rất là dễ thương. Thì nếu như là ai mà đã từng xem cái chương trình này mà xem thường xuyên thì cũng biết là Khánh Hưng đã chơi ở chương trình này được 2 lần rồi, mà lần nào cũng rất cái bịch ở vòng đầu, xong rồi lần 2 thì cũng leo lên được cũng nhiều, nhưng mà hôm nay thì chắc chắn là khi mà Khánh Hưng đứng ở đây nhất quá tam lần thứ 3, Khánh Hưng sẽ quyết tâm lấy được cái giải đặc biệt, các bạn có chịu không? Thì cũng theo như cái quy định mà anh Bạch mới vừa nói thì mọi người là phải tạo một cái tiếng động nhạc cụ rất là lạ mà phải đặc biệt, thì Khánh Hưng cũng hy vọng là mình sẽ rất là đặc biệt. Bây giờ Khánh Hưng làm cho quý vị nghe nha. Có con ngựa ngựa ô, được không bạn? Vỗ tay đi không bạn. Thank you. Xin cảm ơn. Và thành viên thứ ba, xin mời ca sĩ Thanh Thảo. Thanh Thảo gửi lời chào đến tất cả các bạn đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui, là quý vị khán giả đang đến với chương trình tại nhà. Thưa quý vị, Thanh Thảo tham dự lần này lần thứ 2. Lần đầu tiên thì không biết được luật chơi, cho nên là Thanh Thảo cũng đã thua từ vòng ngoài. Và lần thứ 2 cũng lại không biết như thế nào. Nhưng mà hôm nay thấy Phạm Khánh Hưng hôm nay rất là quyết tâm đạt giải, cho nên là Thanh Thảo nghĩ là kể cả là hôm nay nếu mà Phạm Khánh Hưng mà có đạt giải thì cũng phải dẫn Thanh Thảo đi ăn chè. Các bạn thấy như thế nào ạ? Thanh Thảo, nhạc cụ của Thanh Thảo thì nó rộn ràng và nó cũng dễ thương và nó cũng rất là nhí nhảnh như là cái dòng nhạc mà Thanh Thảo chọn. Hồi xưa thì Thanh Thảo nổi tiếng lên bằng một ca khúc mà có lẽ là quý vị khán giả bây giờ cũng còn nhớ, đó là ca khúc có tựa đề Ôi Tình Yêu. Và Thanh Thảo chọn cái loại nhạc cụ này, Thanh Thảo nghĩ rằng là nó sẽ rất là rộn ràng như là cái đoạn lặp đi lặp lại của ca khúc, đó là na 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 na. Đó là âm thanh này nghe rất là réo rắt. Hy vọng rằng hôm nay tất cả các bạn có mặt tại chương trình Nốt Nhạc Vui sẽ cổ vũ thật là lớn, thật là sôi động cho cả 3 thành viên trên này, được không ạ? Thưa quý vị, như vậy thì nếu như 3 thí sinh số 1, số 2 và số 3, thì các bạn thấy rằng phần tự giới thiệu của thí sinh số mấy là ấn tượng nhất à? Số 3 thí sinh nghe rõ không ạ? Từ Minh Hy nghe số nào lớn nhất ạ? Em nghe thì số 3. Số 3? Dạ. Vâng, chúc mừng Thanh Thảo. Phần thi thứ nhất xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng thi thứ nhất, 3 thí sinh của chúng ta sẽ có 4 chủ đề.
và mỗi chủ đề mang theo 4 nốt nhạc. Chủ đề thứ nhất đó là trai, gái, có nghĩa là tựa đề của bất kỳ ca khúc nào đều có chữ trai hoặc là chữ gái. Chủ đề thứ hai, yêu, ghét. Chủ đề thứ ba, trăng, sao. Và chủ đề cuối cùng, những bài hát của ca sĩ Phương Uyên. Và các thí sinh sẽ có cơ hội gặp nốt nhạc may mắn, thì dù có đáp sai vẫn không mất một lượt tiếp theo. Và nốt nhạc may mắn này, mỗi vòng thi chỉ có một nốt. Nếu bạn nào sở hữu hai nốt nhạc may mắn sau hai vòng thi, bước vào vòng thi thách đấu, sẽ có cơ hội biến nốt nhạc vàng này thành hai nốt nhạc trong phần thách đấu. Có nghĩa là nếu bạn chọn một nốt, nhưng bạn sẽ được nghe đến ba nốt, bởi vì đây là bổ sung thêm cho nốt nhạc vàng, hai nốt dành cho người may mắn. Tất cả đã được sẵn sàng. Phần thanh thảo đã được các cổ động viên bình chọn là người giới thiệu ấn tượng. Bạn hãy chọn chủ đề và nốt nhạc đầu tiên. Nãy giờ em thấy em bình tĩnh, nhưng mà sao tự nhiên đến lúc mà bắt đầu đó em tự nhiên em rung. Cho em chọn chủ đề trai gái nốt nhạc đầu tiên được không ạ? Trai gái nốt nhạc đầu tiên, bắt đầu. Từ Minh Hy, búp bê con trai. Chúc mừng chiến thắng. Xin mời Từ Minh Hy tiếp tục lựa chọn. Em lựa chọn chủ đề trai gái nốt nhạc thứ hai. Trai gái nốt nhạc số 2, bắt đầu. Thanh Thảo, cô gái Trung Hoa. Chúc mừng chính xác. Tiếp tục sẽ có điểm nếu như đáp đúng câu hỏi phụ. Đây là nốt nhạc may mắn. Hãy kể tên hai bài hát khác trong tựa đề có từ cô. Cô gái hai bài đến hát từ hôm qua. Một, cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Chúc mừng chính xác. Bạn hãy tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Dạ, cũng chủ đề trai gái nốt nhạc số 3. Trai gái nốt nhạc số 3, bắt đầu. Thanh Thảo. Dạ, gái Xuân. Gái Xuân, chúc mừng. Tiếp tục lựa chọn chủ đề nốt nhạc tiếp theo. Dạ, cũng chủ đề trai gái luôn, nốt nhạc cuối cùng. Nốt nhạc cuối cùng của chủ đề trai gái, bắt đầu. Phạm Khánh Hưng. Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai, chúc mừng. Tiếp tục ca sĩ Phương Uyên đi, nốt nhạc thứ hai đi. Chủ đề ca sĩ Phương Uyên và nốt nhạc thứ hai, bắt đầu. Thanh Thảo. Nhớ lúc bé. Câu chính xác. Ô ngày ấy. Bạn đã mất cơ hội cho lượt tiếp theo. Ô ngày ấy mới là đáp án chính xác. Xin mời Từ Minh Hy. Em chọn chủ đề. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 3, vòng thi thách đấu của chương trình Nốt Nhạc Vui. Hai thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng thi này bằng cách nghe một gợi ý. Từ gợi ý đấy có thể đoán nhiều nhất là 7 nốt nhạc để tìm ra bài hát, và ít nhất chỉ cần một nốt. Thí sinh nào có số nốt nhạc thách đấu ít hơn được quyền ưu tiên trả lời. Nếu như đáp đúng sau khi nghe nốt nhạc mình đã thách đấu sẽ ghi được một điểm. Giành quyền ưu tiên mà đáp sai, người cùng chơi sẽ hưởng số điểm này. Chỉ cần đạt 3 điểm trong vòng thi này, không lệ thuộc những số điểm trước đây, sẽ là người chiến thắng. Và nếu như hai thí sinh hòa nhau ở tỷ số 2 đều, người giành quyền ưu tiên đáp đúng là người chiến thắng. Nhưng đáp không chính xác, thí sinh còn lại sẽ phải nghe 7 nốt và đoán đúng bài hát, bước vào liền khúc vàng. Gợi ý thứ nhất như sau. Đây là ca khúc viết về một nhân vật nổi tiếng, được ca sĩ Quang Dũng trình bày trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 16. Thách đấu bắt đầu. Thí sinh có số điểm ít hơn được quyền ưu tiên thách đấu trước. Xin mời Thanh Thảo. Thảo đón bài này trong vòng 7 nốt nhạc. Hưng có thể đón bài hát này được, nhưng mà Lady First lần nào cũng vậy, phải nhường câu hỏi đầu tiên này cho Thảo trước. Đón đi. Bảy nốt luôn hả? Cảm ơn Phạm Khánh Hưng, vỗ tay Phạm Khánh Hưng. Xin mời ban nhạc và 7 nốt. Hàng Mặc Tử. Chúng ta cùng nghe nhạc.
Thưa quý vị, ca khúc Hàng Mặc Tử đã được nam ca sĩ Quang Dũng trình bày trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam lần thứ 16. Và như vậy, Hàng Mặc Tử là một đáp án chính xác, tỷ số 1-0. Chúng ta cùng bước sang gợi ý thứ hai như sau. Đây là một ca khúc từng được các ca sĩ sau đây trình bày: Quang Dũng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Phạm Khánh Hưng là người thách đấu trước. Thì nhiều. Thầy Thiên có thể đoán bài hát này cũng nhận 7 nốt. 5 nốt. Hưng đoán 4 nốt. Ba nốt luôn. Thôi, nhường Thảo đó luôn. Xin mời ban nhạc 23 độ 5 và ba nốt bắt đầu. Khó vậy ta? 5 giây nữa thôi là sẽ hết thời gian. Hưng nói đi. Hưng nói thì được rồi. Bó tay rồi. Thời gian đã hết, bó tay rồi. Chúng ta cùng nghe nhạc. Đây là bài hát Yêu Thương Mong Manh. Thưa quý vị, như vậy tỷ số 1-1. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần hai thí sinh của chúng ta. Bây giờ xin được mời hai thí sinh đến với gợi ý thứ ba như sau. Đây là ca khúc nhắc đến một món đặc sản của Tây Nguyên. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Thanh Thảo. Biết rồi. Giỏi vậy. Một nốt. Chúng ta cùng nghe một nốt. Nếu từng như mà là bài gì vậy? Đáng đại à. Chứ một nốt thì cũng không nghe được cái gì hết trơn á. Nhưng mà nghĩ là đặc sản Tây Nguyên có lẽ là cà phê, là ly cà phê Ban Mê đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe nhạc. Thưa quý vị, và ly cà phê Ban Mê là một đáp án chính xác. Tỷ số 2-1 nghiêng về Thanh Thảo. Phạm Khánh Hưng, cẩn thận, 3 điểm sẽ là chiến thắng của vòng thi thách đấu. Gợi ý thứ tư như sau. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên do ca sĩ Đan Trường trình bày. Trong lời ca khúc có dùng 3 từ tiếng Anh. Thách đấu bắt đầu. Phạm Khánh Hưng thách đấu trước. Hưng có thể đoán bài này trong 5 nốt nha. Hưng đoán đi. Rồi, quyết định vậy đi. 5 nốt, xin mời ban nhạc. Bài này là bài You and Die. Và tên tiếng Việt là You and I là bài Tình Bạn. Chúng ta cùng nghe nhạc. Tình Bạn là một đáp án chính xác, tỷ số 2-2. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần hai thí sinh. Chỉ còn một điểm nữa thôi, sẽ có một người chiến thắng hết sức bình tĩnh để nghe gợi ý tiếp theo. Đây là một ca khúc đã từng được một nam ca sĩ nổi tiếng và một nữ ca sĩ nổi tiếng trình bày song ca. Thách đấu bắt đầu. Xin mời Thanh Thảo. Nam ca sĩ nổi tiếng, nữ ca sĩ nổi tiếng trình bày. Mà có nổi tiếng không? Bài hát đó có nổi tiếng không? Bài hát rất nổi tiếng. Hai người nổi tiếng hát bài song ca nổi tiếng. Một nốt luôn. Xin mời ban nhạc 23 độ 5 và một nốt. Tăng cái là sao ta? Hãy cho biết Tăng là bài hát gì. Nói thiệt bây giờ cho Thanh Thảo đoán đại đi nha. Chứ nghe một nốt thì không được. Nhưng mà đoán đại thì nếu mà đoán. Hôm nay Thanh Thảo tham gia cái cuộc thi này đúng không? Thì Thanh Thảo cũng có song ca với một nam ca sĩ cũng nổi tiếng đúng không? Như vậy thì có một bài cũng rất là nổi tiếng mà mọi người cũng biết.
thì đoán đại chung thôi. Thì Khánh Hưng nhớ đi tiếp vô vòng trong, nhưng mà vô vòng trong thì nhớ là bao Thảo ăn chè. Còn nếu mà Khánh Hưng không đi tiếp thì Thảo bao Khánh Hưng ăn chè. Quyết định vậy đi. Ừ, quyết định vậy đi. Thì bây giờ đoán đại đi, tại vì có Thảo thì Thảo đoán đại là bài Vị Ngọt Đôi Môi, không biết có không? Chúng ta cùng nghe nhạc. Vị Ngọt Đôi Môi là một đáp án chính xác. Bài hát này do Quang Dũng và Thanh Thảo trình bày. Chúc mừng Thanh Thảo và cảm ơn Phạm Khánh Hưng đã đến với Mất Nhà Vui. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Liên Khúc Vàng. Thưa quý vị, ca sĩ Thanh Thảo là người may mắn bước vào Liên Khúc Vàng. Và bây giờ thì bạn sẽ có cơ hội đoán 7 bài hát với thời gian 30 giây. Có thí sinh đã từng phá kỷ lục bằng cách đoán trong vòng 15 giây 7 bài hát. Không biết là có được hay không nữa, nhưng mà thấy hồi hộp quá. Bạn sẽ không hồi hộp nếu bạn bấm bàn phím á. Bạn nghe mà chưa có thể đoán được tên của bài hát, hãy bấm bàn phím và nói bỏ qua. Sẽ có cơ hội quay lại bài hát mình bỏ qua khi mình đã đoán xong những bài hát khác. Nếu mà mình đoán sai bất kỳ bài hát nào thì cuộc chơi sẽ dừng lại, mà mỗi bài hát đúng thì tính là 50 điểm. Nhưng nếu đoán đúng hết 7 bài sẽ là 5.000 điểm, tương đương với tiền thưởng 5 triệu đồng. Bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Không biết là cảm tưởng của bạn lúc này đã lấy lại bình tĩnh chưa? Thật ra thì hồi nãy bắt đầu chơi thì Thanh Thảo nghĩ là vui thôi. Và Thanh Thảo dự đoán người mà có lẽ là vào vòng này đó là Phạm Khánh Hưng. Vì là cho Khánh nên Hưng mà, trả lời là kêu Phạm Khánh Hưng rất là cao trước dạ. Nhưng mà có lẽ là tại vì Lady First cho nên là nhiều vài lần bây giờ Thảo vô vòng này tự nhiên thấy bơ vơ á. Phải chỉ có hai người đứng hai bên cũng đỡ. Nhưng mà nói chung á, bạn với Phạm Khánh Hưng với lại Minh Hy, tôi thấy số có được ăn chè. Người nào thắng thì người kia cũng được ăn. Đúng không? Bây giờ hãy thật tự tin, và có lẽ tự tin hơn nữa khi các cổ động viên hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Liên Khúc Vàng 7 bài hát 30 giây xin được phép bắt đầu. Xin mời. Nghe giống bài Hứa. Hứa, chính xác. Tiếp tục nghe tiếp bài số 2. Nghe những lời ru, lời mẹ ru. Lời mẹ ru, chúc mừng. Bài số 3. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 4. Không còn biết. À, Vì Đó Là Em. Vì Đó Là Em, chúc mừng. Tiếp tục bài số 5. Bỏ qua. Tiếp tục bài số 6. Bảy Sắc Cầu Vồng. Bảy Sắc Cầu Vồng, chúc mừng. Tiếp tục bài số 7. Bỏ qua. Trở lại bài số 3. Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục bài số 5. Chắc anh có yêu em. Chúc mừng. Bài số 7. Dĩ Vãng Nhạc Nhòa. Dĩ Vãng Nhạc Nhòa, chúc mừng. À.
tôi sẽ được công bố số điểm thưởng và số tiền của thí sinh sẽ đạt được trong chương trình Nói Nhạc Vui lần này. Thưa quý vị, bạn Từ Minh Hy được 935 điểm, tương đương với tiền thưởng 935.000. Bạn Phạm Khánh Hưng được 2.550 điểm, tương đương với tiền thưởng 2.550.000 đồng. Và ca sĩ Thanh Thảo 7.745 điểm, tương đương với 7.745.000. Yeah! Chúc mừng! Xin gửi những phần quà của nhà tài trợ Tister kỷ niệm đến ba thí sinh đã tham dự Nói Nhạc Vui. Chương trình này được ghi hình tại nhà thi đấu Maxi Max Cộng Hòa, thế đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty PHD thực hiện. Đến đây là kết thúc. DVD ca nhạc Chúc Tình Quê đang phát hành tại số 27-29 Quỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 914-7538.